thì cái chỗ nhà không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đau, chiều tan nát trái tim đi. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Để từ từ thôi, sụp cái máy, sụp cái máy. Con đi qua con mời đám cưới gì nè, đây là chồng sắp cưới. Được rồi, đẹp chị, đẹp trai quá. Em có thương anh không? Tôi thật coi, cứu coi. Để mà đốt mọi chuyện ra ngoài. Bỏ hết đi, bỏ hết. Không có buôn bán, không có làm ăn chi nữa. Buôn bán làm ăn đoạn khách chi. Bỏ hết đi. Làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói, làm gì vậy con? Có chuyện gì? Bông phù con. Bông là sao? Bông phù con. Mà nó là sao? Trời ơi, nhục lắm. Nhục lắm. Cả cuộc đời trai của con hy sinh vì bóng. Con thà ở như vậy, con đi con theo phục tùng bóng, lo lắng cho bóng như vậy là bóng phù con. Con chết, chúng ta chết. Chú bỏ ra, chú đừng có cản con chết chứ chú con. Không, phải cản chứ, mày chết đây chết chú. Bây giờ nè, bình tĩnh, bây giờ ngồi xuống bình tĩnh. Bây giờ nè, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, kể cho chú nghe. Con bóng nó làm cái gì con? Chú thấy con sống trọn tình trọn nghĩa như vậy. Rồi chú biết. Đủ hiểu con rồi. Con rất là thương con bông. Nhưng nó làm cái gì con? Bỏ con. Tại sao nó bỏ con? Đi lấy chồng. Đi lấy chồng. Bỏ con đi lấy chồng. Con chết thôi. Con chết thôi chú ơi. Con chết thôi. Con chết bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nghe chú nói. Đầu đuôi sao? Kể chú nghe coi. Có chuyện gì? Hả? Mà tại sao mày nghe ai nói mà con bông nó sắp lấy chồng? Chị Vân ô chê. Chị nói với con là bông sắp cưới chồng rồi. Là con mụ dân ô về hả? Con thất tình rồi trời chú ơi. Trời ơi là trời, ba ơi là ba. Cái sớm này một mình Diễm Trinh nó là nhiều chuyện rồi. Mà nó nhiều chuyện là nó lây cái tính của ai cô cũng biết rồi. Nó lây cái tính con dân ô về. Mà mày tính nó làm cái gì? Không chú ơi, lần này là thật rồi chú ơi. Con thất tình rồi. Con chỉ có chết thôi. Con chỉ có chết thôi. Mày sao mày hay chết quá. Mày để dân về hỏi nguyên do coi sao. Trời ơi, có bao giờ mà chị nói sai đâu. Chị nói là lúc nào cũng đúng hết trơn á. Rồi thu hồi đúng không? Rồi ok, chút xíu nó qua thu hồi. Ủa cái gì? Ta đang nói chuyện. Alo, bận rồi, tắt máy đi. Rồi xong, nói hoài. Ủa gì vậy? Bà nói vô, tôi hỏi cho bà vô này coi. Nói. Cái gì? Bực mình lắm mày đó nha. Bà đứng phải không? Ừ. Ok, tôi nói chuyện với bà. Ok, giờ bà sao? Em nhìn đâu ạ? Thì bà đứng mà, bà cao quá, tôi nhìn đây được không? Mình nhìn đây nè, mình được. Tôi không thích, tôi thích vậy được không? Quý. Rồi nói đi, có chuyện gì? Bà đồn bông lấy chồng. Nó lấy ai? Thì đúng rồi, con bông đi lấy chồng. Chú nghe chưa? Bông vậy? Con chỉ có chết thôi. Ê! Thằng này! Trời ơi! Tao giết mày! Tao giết mày! Rồi, đâu rồi? Nè, 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 nè! Đất này là đất nhà tao nha. Cái mặt bằng này là tao cho thuê nha. Mày chết ở đây rồi, ai thuê mặt bằng nữa hả? Bây giờ nói đầu đuôi câu chuyện. Tại sao nói con bông sắp lấy chồng? Nói! Rồi ok, ngồi xuống đây tao kể. Bực mình quá. Khỏi ngồi, dậy kể đi. Chứ buông không ra không được. Đứng cái tướng như vậy ai mà kể được. Mẹ đi. Ngồi xuống kể cho em, mau. Rồi ngồi xuống bình tĩnh kể chuyện con. Rồi, câu chuyện là như vậy nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, con gái con đứa. Mà tao đang ngồi mà dựa cái cửa rồi mắt nhìn vô cái điện thoại. Mà mơ mơ màng màng. Mà giống như là yêu rồi phải không con? Hả? Yêu rồi phải không bông? Mệt chịu quá à. Ngồi xuống đây kể cho nghe nè. Trời ơi đâu. Ê tôi kể cho bà đừng kể cho ai nha. Rồi bây giờ là đồng ý yêu thằng xe ôm rồi đúng không? Cái gì? Ông bay á hả? Ừ. Chị nghĩ sao vậy? Em á bây giờ một là đại gia, hai là trai tây. Xuống 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 bông ơi. Bông ơi mày không phải hoa hậu đâu bông ơi. Nghe nghe. Nhưng mà người ta có nét độc của người ta riêng chứ đúng không? Ông bay á là không có cửa với em. Thằng Bay nó cũng tốt mà, có gì đâu mà không có cửa. Trời ơi, tốt thì tốt nhưng mà danh phận không có. Tụi Bay bây giờ sống riết rồi. Ai, ham tiền quá. Bây giờ cuối cùng là sao, giờ yêu thằng nào? Kể nghe coi. Nè, cho coi một mình bà thôi nha. Trời ơi, ôi trời ơi, Tây hả? Ừ. Ủa mà mày có biết tiếng Anh gì đâu mà mày nói chuyện với thằng Tây. Thời buổi bây giờ có công nghệ 4.0 rồi. Cần gì phải gặp mặt ở ngoài, cứ lên mạng nói chuyện với nhau. Không biết từ nào lên Google dịch có luôn.
rồi cái tụi bay gặp nhau rồi tụi bay nói bằng cách nào? Động từ tu quơ hả? Thì bây giờ mình bấm vô cái phần dịch đó, xong mình nói, xong rồi mình đưa cho người ta, người ta nói xong rồi mình nghe. Ủa rồi tụi bay lấy nhau rồi tụi bay ập rồi tụi bay nói cái gì? Lúc đó đâu cần nói gì đâu. Tụi này nó loạn quá, loạn quá. Thế bây giờ cuối cùng làm sao? Kể nghe cái vụ thằng này làm sao? Thì em thấy anh này chân thành lắm, mới gửi về cho em 200 đô. Trời ơi nè, đét ơi, nó vừa về 200 đô. Ủa như vậy là được nha. Bây giờ 200 đô rồi nó còn cho gì nữa không? Thì anh nói là ba tháng nữa anh về Việt Nam. Nhưng mà trước khi về á là anh gửi cho em 3 triệu đô. Trời ơi, 3 triệu đô. Đúng rồi. Trời ơi, 3 triệu đô. 1 triệu đô là 25 tỷ, 3 triệu đô là 50 tỷ, 75 tỷ. Bằng 2 lần cái căn nhà của chị luôn. Dạ, mai mốt em mua gấp đôi chị. Chưa gì mà đã sân si ha, mua luôn nhà tôi luôn đi. Thôi, giỡn thôi. Nhưng mà bây giờ thấy hồi hộp quá. Nó thấy sao sao á. Tự nhiên cái đâu mà mới gặp ở trên mạng cho 200 đô. Cái bây giờ đòi là gửi về 3 triệu đô 75 tỷ. Thằng này bộ nó bị điên hả? Hay là... Sao chị sao á? Suốt ngày sống trong nghi ngờ hoài. Người ta thương em thiệt tình, người ta muốn lo lắng cho em, người ta gửi tiền nuôi em. Ủa bình thường mà, thôi buổi giờ vậy không á. Tụi này nghi lắm. Rồi cuối cùng là nó có đòi hỏi mày cái gì không? Có cho, có đòi hỏi. Ừ, chuyện gì? Anh nói là bây giờ anh gửi 3 triệu đô về á, là em phải đưa chịu phí 2.000 đô. Thì khi nào mà anh gửi á, anh gọi em ra lấy. Thì em ra đó em đóng vô cho người ta 2.000 đô, em lấy 3 triệu đô. Ừ, cái này lợi nha. Tự nhiên cái mình bỏ con tép, cái mình lấy được con tôm. Ừ, ngon nha. Ngon, ngon hay là ngu? Chả biết con nào là con tép, chả biết con nào con tôm đâu. Mày nghĩ đi. Ủa mày nhìn mày phải nghĩ logic chứ. Khi mà nó đã có khả năng nó cho mày tới 3 triệu đô, không lẽ nó không đóng được phí 2.000 mà nó phải kêu mày đi đóng phí 2.000. Mày nghĩ đi, đứa nào đang lừa đứa nào đây? Đứa nào đang bỏ con tép bắt con tôm đây? Tao nghi cái vụ này vụ lừa lắm, cái vụ này chỉ mang người ngoài á. Trời ơi, em này không nghi, em tin tưởng anh tuyệt đối luôn. Rồi mày đưa cho nó 2.000 đô chưa? Tiền đâu đưa. Đúng rồi, đúng rồi. Em tính là hôm nay gặp chị á, cho em rút dây hụi. Dây thần, dây thun, tao cũng không cho mày gốc nữa, đừng nói là dây hụi. Tao nói cái kèo gì nó có thơm. Mày coi chừng mày bị lừa đó nha. Mệt bà quá à, bà bạn ra hoài. Bạn ra chứ, trời tao nhìn rồi tao thấy có cái gì đó bất ổn rồi. Chắc tranh tỷ người ta chứ gì, sợ người ta có 3 triệu đô sau này á, mua nhà bự hơn nhà bà chứ gì. Nè em ơi, tổng tài sản của chị là tới 300 tỷ lận. Có 75 tỷ của 3 triệu đô là cái gì hả, hả em? Nhưng mà chị đang thấy là có một cái gì nó rất là không ổn. Ủa chứ con ve cháu của chị đó là sao? Cũng kê, cũng quen cho tay kìa. Tụi nó khác. Tụi nó yêu nhau nhưng mà khác. Là tụi nó biết nhau từ trước, tụi nó đã gặp nhau rồi. Khác cái gì? Cũng giống vậy thôi. Trời ơi mấy anh Tây á, người ta chung tình lắm á. Đó, cái chuyện nó là như vậy đó. Thôi rồi nín đi mày. Mày nín được không? Bây giờ con Bông nó không thích mày. Bây giờ mày có thích nó cũng đâu có yêu mày đâu. Đúng rồi. Đúng không? Tình cảm của người làm sao mày ép buộc nó được. Đúng rồi. Không có người này thì có người khác. Cánh cửa này đóng lại, có cửa kia mở ra. Trời, lần đầu tiên tôi thấy ông nói chuyện có học vấn nha. Đúng chưa? Chịu, được, nói cảm giác tiếp. Mà chịu không nổi nữa, muốn tự tử quá. Thì thôi, để chú kiếm chỗ đẹp đẹp cho đi vô nhanh. Trời ơi, cái thằng cha già này. Lúc đầu nói chuyện được cái câu sau du duyên à. Ủa con? Trời ơi, đi đâu vậy? Hai đứa đi đâu vậy? Con đi qua con mời đám cưới gì nè, đây là chồng sắp cưới con. Rồi chừng nào cưới? À thì cũng sắp này, gì đây con mời thiệt. Ờ rồi, cảm ơn con nghe. Thằng lừa đảo. Ủa vậy, tự nhiên gì nói chồng sắp cưới của con lừa đảo là sao vậy? Là sao bà nói tao lừa đảo? Ý là Bông, đúng rồi. Ủa? Làm gì tập trung ngày con đâu vậy? Phải thằng bồ con không? Phải cái thằng 3 triệu đô. Anh mì tôm. Cái gì? Anh mì tôm. Ủa chị Bông, cái này là chồng sắp cưới của tôi. Cái gì mì tôm, anh thân thơm mì má ơi. Anh mì tôm mà, anh mì tôm đang nói chuyện với tôi đó. Bà không biết gì trơn á. Bà tưởng ông mình bà có bồ Tây hả? Bồ tôi cũng Tây đó, bồ tôi tên là mì tôm đó. Dạ má, bồ má mì tôm, còn chồng tôi là thơm mì, not mì tôm. Nhưng mà bồ của tôi có mặt y chang không luôn. Ủa đâu, bà chứng minh cho tôi biết rồi làm gì mà y chang được, trời. Quá, tức quá. Đây, bây giờ như vậy nè, dì nói cho mà nghe. Là cái thằng này, nó tán tình con này ở trên mạng.
rồi nó gửi cái cho con này là 200 đô, rồi nó hứa hẹn 3 tháng sau nó về rồi nó sẽ cho con này là 3 triệu đô, nhưng với điều kiện là con bông là phải gửi 2.000 đô để làm cái lệ phí nhận tiền gì đó. Có không? Mở hình vô có không? Vô cho trời tán thôi rồi xong rồi vô kiếm hả? Vô chung hết rồi đúng không? Đúng rồi, đẹp check quá. Bà sẽ check my account. Vậy ơi, phải bây giờ để con nói nè. Ảnh nói là cái đúng là hình của ảnh nhưng mà không có phải tài khoản của ảnh. Chị coi chừng là chị bị hả lừa hay là gì đó. Bây giờ là nói sao? Đừng có nói lừa lọc gì ở đây. Ngày nào tối nào ảnh cũng nói chuyện với tôi là trơn á. Thôi bây giờ vậy nè, nếu như mà chị muốn chứng minh sự thật là ảnh á, chị nhắn tin đi, miệng ảnh trả lời á thì là hả không phải là ảnh, còn ảnh không trả lời á thì đó. Để nó thông minh dễ sợ nha, nó nói cái ai cũng hiểu liền á. Nhắn tin thôi, đi con. Nhắn tin liền đi. Nhắn liền. Quá trời à. Quá trời mày rồi. Mày tưởng tao quýnh ông đại mày, mày ngon lắm. Nè, anh trả lời rồi nè. Thì là chị bị lừa rồi đó. Ảnh đứng ở đây gì thì hai sao mà trả lời được. Vậy nè, lấy giờ nó có cầm điện thoại đâu con. Bông ơi, đó, anh nói với em rồi. Ta về ta tầm áo ta. Dù trong dù độc áo nhà vẫn hơn. Đúng rồi con. Không có cái gì mà phải xỉu hết trơn á. Thôi gì coi ơi. Như đây là một bài học đúng không? Mà có mất mát cái gì đâu mà xỉu. Dì ơi, bây giờ cái câu chuyện đó nó đã giải quyết rồi ha. Bây giờ con gửi thiệp cho dì với mọi người. Chừng nữa đi đám cưới con nha. Rồi thiệp lần này đám cưới rồi có nhiều bạn Tây của thằng này tới dự không? À, chắc có đó dì. You have fan đúng không? Fan ở here. You have fan tới cái đám cưới you đúng không? Ok, đừng mày nói như vậy đi cho người ta hiểu. Rồi, bye bye mọi người. Bye bye chị Bông nha. Ủa vậy thôi hả? Đấy, này, cầm thiệp đi này. Cả nhà mình đi chung. Bà Dân. Hả? Tôi thấy bà đôi khi bà nhiều chuyện. Ghét lắm nhưng mà cái nhiều chuyện này có ích nha. Nha. Tôi nói cho ông nghe cái sự nhiều chuyện của tôi 40 mấy năm đã cứu rỗi biết bao nhiêu linh hồn. Trong đó có linh hồn của ông. Không có đâu, tôi không biết. Thôi bây giờ dây, cái thiệp mời này cả nhà mình cùng đi cho vui nha. Với lại con này thích Tây, ở đó cũng có nhiều Tây, biết đâu nó lượm được hàng. Thôi con sợ rồi. Trời ơi. Vô duyên.